siêu ngầu luôn, cái khuôn mặt cũng rất là ngầu luôn nha mọi người. Và các bạn thấy trên cái tay của nhân vật nam này á, đang cầm cái cây gì không? Thì đây là một cây kiếm mới nha mọi người ha. Thì không biết nó là cây kiếm, là cái cuốc hay là cái cây tay cầm tay nữa mọi người. Tại vì có nhiều bạn bảo á, nó là cái cuốc mới, bởi vì cái tư thế cầm này nè các bạn coi nha. Đó, các bạn thấy chưa? Thường thì khi mà các bạn cầm cái cuốc đập đá thì các bạn mới cầm như thế này thôi nha. Cho nên mình nghĩ thì cũng có thể nó là cái cuốc mới thôi. Nếu như mà là cái cuốc mà là hình cái kiếm thì mình nghĩ là đáng để mà mua nha. Còn mấy bạn nữ thì khỏi cần mua, tại vì đồ của nam mà mấy bạn đâu có thèm đúng không? Chỉ có đàn ông con trai tụi tôi thì sẽ săn thôi. Rồi, bạn nào muốn mình review cái gói này sớm nhất có thể thì nhớ like cái video này của mình, đăng ký kênh nữa. Nếu như mà là cuốc mới thì ok ngon luôn, mình sẽ mua sớm và review sớm cho các bạn xem trước nha. Điểm danh những bạn đang xem video của mình bằng cách là các bạn bấm like cái clip này của mình để xem thử là có bao nhiêu bạn đang xem cái video này của mình. Nhớ like video để được điểm danh nha mọi người. Ủa? Cái này là ạc ông Thịnh đó mọi người. Ạc của tôi đó. Ơi cái ạc phụ ổng xịn nha, hôm nay tôi mới phát hiện ra. Trời ơi, có qua giờ tôi có báo mọi người ơi. Hôm nay là thanh niên này là giấu đúng không? Nhưng mà em đang vui á, vui gì mà qua nhà tôi xong mà báo mà làm gì, tính làm gì cái ạc của tôi vậy? Cái ạc này mà nếu mà ước gì mà em bây giờ em được mở hộp không? Đấy. Thôi cho mở đi chứ. Còn để có 741 kim cương à, mở còn gì 700 kim cương mà còn nữa hả? Thôi mở đi năng nỉ á. Mở không? Không cho mở đi về nha. Vậy? Không cho mở thôi đi về á. Ồ thì mở đi, nhưng mà từ từ mở ít thôi, mở 200 kim cương thôi. Thì phải dạy hồi đầu vui vẻ đi. Ai biết được người ta làm gì trời. Để xem thử là cái ạc phụ của ông có gì không mọi người. Có dấu bé nào trong này không nha. Vậy ạc của anh giấu cái gì đâu. Ba hộp em mở nha. Mở nha. Ừ mở đi. Ừ đừng có mở kim cương. Mở free là được. Không nha. Phải mở nha. Ra được cái mặt luôn á hả? Thấy chưa, tay tôi hơi bị hên á. Hồi đầu cản tôi làm quả cái gì. Quả cái chữ chứ mọi người. Thấy không, tay tôi hơi bị hên. Mở tiếp nha. Tay bà hên tiệt rồi. Hai hộp nữa nha. 77 kim cương cho tôi nha. 77 nè. Ôi cái 5 kim cương à. Trời, 5 kim cương còn che nữa. Bình thường mở cái 5 kim cương rồi thôi mà đi về đi bà ơi. Rồi còn hộp cuối cùng á nha. Hộp cuối cùng á, ra được thuyền rồng với tôi nha. Cái này ạc phụ á, chưa có thuyền luôn. Chưa có luôn hả? Ui, ê, quặng bạc luôn kia. Trời, quặng bạc thôi bị hiếm luôn á. Rồi bây giờ rồi, tới được rồi. Tới lượt tôi thôi, đi về. Trời nữa. Đã nói từ đầu rồi mà. Mở mọi nha. Người ơi, cứu tôi. Tôi đi về á. Mọi người ơi, cứu anh mọi người no, ơi. No, không ai cứu được. 700 kim cương của anh đó mọi người ơi. Trời, 700 kiếm lại mấy hồi. Mở nha. Một hộp thôi. Nhưng mà có một hộp, 10 hộp. Một hộp thôi. Ok, hai hộp. Trời. Mọi người coi kìa, bóng quay như mình có quá ạc của mình kìa. Tại em hay lắm á, em mở ra được cái. Bây giờ nha, bây giờ mà không ra còn á là anh sẽ bắt đền em đó nha. Bắt đền gì, có gì đâu. Đền gì chứ, giờ em vô ạc anh em mở. Rồi, chắc chắn ra cần câu coi nè. Cần câu nè. Wow, nó được cái mũ luôn trời kìa. Ơi. Trời ơi, tay của em nó thúi to rồi luôn mọi người ơi. Mới hộp đầu ra nền tím hơn đòi gì nữa. Hộp thứ hai. Ui. Thấy chờ đó, đưa cho em mở ra vậy đó. Không biết gì hết. Bây giờ là hết kim cương của anh rồi đó. Ba hộp rồi đó. Ủa chứ em không nặng đi rồi, nặng mới lỡ. Mọi người coi kìa, trời bà mở hộp mà bà mới chạy không đó mọi người. Mọi người tôi làm, gặp tôi là hồi nãy giờ là tôi ngồi tôi nặng chắc phải nửa tiếng đó mọi người ạ. À. Bà mở kiểu này là thiệt. Không có kim cương cho mở luôn. Trời ơi. Thế đợi xíu nha, nãy giờ làm sai giờ làm lại nha. Vô nè. Ôi trời. Ủa. Ôi mọi người ơi, rồi mà nhím kìa. Em không có biết. Nó biết. Trời ơi, thôi xong rồi mọi người ơi, toàn cái ạc của anh rồi mọi còn người 4 ơi. Còn 4 hộp nữa mà. Em xong đi, anh sẽ bắt đền em cho. Ủa, coi. Còn 3 hộp. Ồ trời ơi. Báo thì cái chứ. Không sao còn hả? Thì luôn bà nhím bán báo lắm luôn mọi người. Còn một hộp mà cứu được mày. Ồ, mọi người ơi, bà nhím bà báo tiệt luôn á. Ui, mọi người coi kìa. Cho mở lại. Ôi, 10 hộp nữa hả? Anh ngồi im, nãy giờ là em hơi bị nhường nhìn anh rồi nha. Mọi người ơi. Có mấy trăm kim cương mà cũng im để im cho em mở hôm đi về. Em không biết công sức anh cày mấy năm mới được đó. Thôi, lấy lại mấy hồi, im cho em mở coi. Trời ơi, cậu nè, đó, biết ngay nè. Stop. Nữa. Anh không có được nói, anh nói ra đen lắm luôn, anh được có nói. Sao em mở mấy cái hộp này chi vậy, 20 hộp nhưng như hộp này luôn. Nhưng mà em thích mở cái hộp này. Mở không nặng gì luôn, nghĩ đi. Ê trời, thấy gì chưa, ra váy rồi vậy. Cái này... mở mà không nặng gì luôn á. Nhưng mà ra váy rồi. Không ra cần luôn, trời ơi. Xíu gửi cái váy này qua cho em nha. Ủa. Ê. Trời ơi, được hai cái nhà, cái nhà này xịn lắm luôn á. Còn nhiều hộp quá à, chưa bao giờ em được. Ai chơi đầu năm tới giờ em chưa được mở ơi, hộp nào luôn. Hồi nãy á. Giờ bà mở của mình 20 hộp luôn nhưng mà không ra được cái gì hết. Bây giờ bắt đầu mở nữa. Em mở thêm một hộp nữa thôi. Nhiều một hộp quá cuối trời. Cùng của tôi nha, một hộp cuối nữa thôi á. Một hộp nữa nha. Ừ, một hộp cuối nữa thôi. Em lựa đã. Một hộp cuối cùng luôn á.
Trời đang ơi. Màu anh tím nè, để coi có cái nào xịn, nhưng mà phải cái em thích đã nha. Từ cái nào? Ê, hay là hộp bắp theo từ từ nó ra cần câu sao? Ơi. Thử nha. Mọi người ơi, cứu tôi mọi người ơi. Không, chắc cái này là nó ra cần câu thì có mọi người tay tôi hên lắm. Hết kim cương của tôi. Trời ơi, tôi biết ngay mà. Thôi lại một hộp nữa thôi. Trời nhiều ơi, hộp mà, nhiều hộp mà. Nè anh coi, anh sắp hết kim cương luôn. Rồi, anh còn có 176 kìa. Nhưng mà tìm lại được, mình kiếm lại được mà. Ê, cái này nè, cái này đẹp ha. Không, từ từ đi. Bây giờ phải ra. Ê. Nha. Ồ, hay là em mở cho anh cái máy bay này nha. Mở luôn đi. Một hộp nha. Ra không? Ừ. Ra nè. Mọi mở người luôn đếm đi. 1, 2, 3 nha. Tôi đúng rồi, phải hết luôn đi. Đúng rồi, mở hết luôn đi. Ủa, người ta mở cho còn vậy nữa trời. Mở hết luôn đi. Thôi. Ra này, ra máy bay nè. Nè, ra cái nhịp ra này. Ra này, ra này. Trời ơi, ra cái lông. Thôi, một cái nữa thôi mà. Tay đúng túi luôn mọi người. Không có, tay nãy giờ là giỡn thôi. Nãy giờ là giỡn thôi. Để đi. À, cái này nè. À, không, không, cái đó đâu. Cái này đồ nam em không thích. Ôi ơi, đồ nữ thôi. Tay mới thúi lắm luôn mọi người. Ê, cái này đi, cái này em phải cần câu cho anh nha. À không phải, cái búa á. Lấy cái cuốc nha. Ờ cái cuốc, em mới lấy được, lấy cuốc làm gì thôi rồi. Lấy để đập đá. Nó ra cái này là em chắc chắn là chắc nó ra. Chắc chắn không ra luôn nè. Chắc chắn giờ không ra chịu gì, giờ không ra em chịu gì. Không mẹ không ra. Thôi khỏi đi, thôi mà nhìn mắt xuống mọi người. Chắc chắn ra. Em mở nước coi rào, mở đi. Ra nè, ra nè, ra nè. Nè. Ra cái váy, trời. Anh con trai mà toàn ra váy không vậy? Thì em mặc cho. Em mặc cho, đâu sao đâu. Trời ơi, còn có 116 kim cương kìa. Ê, đồ nam này, hay là mở cho anh một cái đồ nam nha. Ôi, cái này mà nó ra được cái cần câu đại kiếm này hơi bị xỉn nha. Ôi. Nha. Từ từ, để xem thử còn không. Còn có 116 kim cương đó, làm sao làm cho ra được đồ yếm với tôi nha. Ra được bà lô không, ra chưa, cần nữa nha. Chưa tới giờ hơi anh đâu, đợi xíu đi. Thì để em... Bà qua nhà tôi bà báo quá. Ôi, à. Quên nhờ, quên cái hộp này nữa chứ. Mở xong ra ba lô rồi sao? Đâu, mở thứ ra không? Chắc ra, chắc chắn ra. Chắc chắn hả? Chắc chắn, nãy giờ là giỡn thôi. Giỡn thôi, giỡn. Trời ơi. Cái này cũng xịn đó trời. Anh không biết hả? Mọi người đi tìm cái này hơi bị nhiều á. Cái tay của bà nhiếm với tôi. Trời ơi. Không có đâu mà. Nhiếm tôi. Ê nhưng mà cũng gần hết rồi, thôi mở nốt đi. Nhiếm tôi, trời ơi. 700 mấy gần cả ngàn kim cương của mình. Bà mở không ra được một cái gì luôn. Không, em hên lắm á, anh cứ tin tưởng ở em đi. Để em lựa xem cái hộp nào nay nó hợp ý với em không nha. Ờ cái tay mới thú lắm luôn. Ê, hay là lấy cái chổi được không? Nó lấy cái chổi bay cũng nhanh. Bà ngon, bà lấy cho tôi coi đó, coi bà lấy thử coi. Em lấy thiệt. Lấy đi, ừ bà lấy đi, bà lấy thử ra được cái chổi không? Đầu tiên là bấm xong bấm vô lại cái này nha. Đó xong rồi bấm vô nè. Rồi nó ra cái chổi nè, nó ra. Ôi. Không sao đâu. Để em làm lại còn hai lần nữa mà. Trời mọi người ơi. Thôi lỡ rồi. Còn hai lần 60 là mở được 30 một lần đó. Thôi để em mở đi mà. Xong rồi mọi người ạ. Em mở lần này là ra cái thuyền danh luôn này, tại vì cái ạc chính của em có thuyền rồi. Mọi người ơi cứu mình các bạn ơi. Có thuyền rồi, anh tin tưởng em đi. Đây nè, cứu tôi mọi người ơi. Bấm vô 100 lần vô cái thuyền này mà. Cứu tôi thôi, bà đừng có làm gì nữa mà. Thôi tin tưởng em đi lần cuối thôi mà. Tôi nghi lắm nè. Nó ra, anh tin em đi. Nó thì nó ra cái súng. Không biết đâu, bà đền cho tôi đi. Không, cái này ra được 100 mầm rồi. 730 mấy kim cương, không biết đâu, bà đền đi. Thôi lỡ rồi còn. Thôi không biết, bà qua nhà tôi bà pháo quá. Bây giờ không có đâu, tại vì hôm nay em cảm giác là em bởi sao tôi vô ạc bà, tôi mở hết luôn cho coi. Không, ạc em không có gì hết đó. Hết kim cương của tôi rồi, không tin được. Không sao đâu mà, có mấy trăm kim cương. Còn hộp cuối cùng á, để tôi mở đi, nãy giờ bà mở nhiều quá. Thôi để em mở cho. Ạc của em mà. Ạc của em gì, qua nhà tôi cũng phá nữa. Ôi kìa. Thấy chưa, cái tay em mới là người thúi á. Ê mọi người ơi, trời ơi. Mở người ta chi vậy? Còn đúng một kim cương luôn. Báo tiền. Không thèm mở nữa chứ. Ôi bà đi về. Ô là trời, như vậy là chỉ trong vòng một buổi sáng thôi mọi người là mình đã bị bay 741 kim cương. À đâu, còn một kim cương thì còn 740 kim cương các bạn. Thì bà nhím bà quay nhà mình bà chơi xong rồi bà vào được cái ạc phủ của mình á, rồi bà rủ mình quay. Ai ngờ tay bà túi quá mọi người ơi, tay bà túi lắm luôn á, trời ơi mọi người ạ. Chắc lần sau là nếu như mà mình có thông tin mà chị nhím mà chỉ quay nhà mình là chắc hôm sau mình đóng cửa mình không có quay video đó mọi người. Chứ tay bả thúi quá, bả mở không ra được cái gì luôn. Không ra được cái cần hay là ra được cái cuốc hiếm hay là cũng chả ra được cái kiếm gì luôn mọi người ơi. Trời ơi, thôi xong rồi các bạn ơi. Hên nha, hên là hồi sáng bả không có vào cái ạc chính của mình đó mọi người. Tại vì cái ạc chính của mình á là nó ở bên quốc tế nha. Còn cái ạc kia là bên VNG. Hên quá các bạn, chứ không là mình bị mất hết kim cương rồi. Ok, tại không biết là sau khi xem xong cái video này á, mọi người thấy mình với lại chị Nhiếm lần đầu mà quay chung với nhau á, mà không biết cái cảm nghĩ của mọi người sẽ như thế nào nữa. Không biết là mấy bạn thấy mình bị phá hết kim cương, biết mấy bạn có buồn không, chứ tôi buồn lắm.
Bạn nào mà thích mình với lại chị Nhím mà quay chung nữa thì các bạn nhớ comment xuống nha. Nhớ like video rồi thật là mạnh vào để mình coi thử là nếu như mà các bạn like nhiều quá là hôm sau á, bả mà có rảnh á thì mình rủ bả qua bả quay chung nha mọi người. Tại vì chị Nhím chỉ cũng bận á các bạn, bả còn đi làm nữa. Chỉ có hôm nào bả được nghỉ á thì bả mới qua bả rủ mình đi chơi thôi. Còn không thì bả sẽ rất là bận nha. Rồi. Wow, bây giờ thì mình sẽ tranh thủ mình edit cái video này lên sớm để mà đăng cho các bạn xem. Đấy, chắc là có nhiều bạn sẽ ngóng cái video này của tôi lắm đây. Trời ơi. Wow. Còn một ngày 20 giờ nữa thì sẽ có gói VIP mới nha mọi người. Gói VIP mới hả? Wow. Rồi đây nha. Đây nha. Đây. À, hôm qua mình thấy có một cái comment, có một bạn hỏi mình cái vụ này để hôm nay mình lên video xong rồi mình chỉ luôn. Rồi, đây xong nhá. Rồi, xong hết gói VIP VAT nha mọi người. Đây, mình đặt đồ để cho các bạn coi luôn nè. Thì mình có nhận thêm được một cái một con gấu VIP VAT là một nè. Đấy, con gấu này cũng đẹp nha mọi người, nó phát sáng được luôn nha. Đó, rồi, một cái vòng đu quay nữa. Đây, đấy, trời ơi, để đây luôn. Rồi, bạn nào muốn chụp hình thì vào nhà của mình chụp hình nha. Rồi, con gấu VIP VAT thì nó phát sáng nè. Rồi, cái vòng đu quay thì nó cũng xoay luôn nha mọi người. Ok, rồi, hôm qua có một bạn hỏi mình là anh Thịnh ơi làm sao để làm được cái nhiệm vụ này. Thì mọi người thấy không, 1/4 nè, mấy bạn không biết làm cái nhiệm vụ này á, thì các bạn coi nha, cái nhiệm vụ này á là một ngày các bạn sẽ làm được 2 lượt nha mọi người. Buổi sáng, lộn, buổi chiều đúng không ta? Buổi trưa, mình không nhớ khi nào để mình coi lại giờ ta. Đây, để mình coi lại giờ nha mọi người, hình như là buổi 12 giờ với lại chiều hay sao á. Đây, để mình coi nè, thông báo sự kiện Snowa này, các bạn vào đây các bạn coi nha. Đấy, thì sự kiện này sẽ bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Và buổi tối là từ 8 giờ đến 9 giờ tối nha. Thì hai cái khung giờ này các bạn vào game thì mọi người nó sẽ thấy một cái cúp nó hiện trên đây nè. Đó, sau rồi các bạn bấm vào cái cúp, các bạn bấm tham gia sự kiện. Rồi các bạn vào cái trong cái trò chơi ném tuyết á. Là như vậy các bạn đã tính được một điểm rồi nha. Thì các bạn vào 4 lần là sẽ hoàn thành nha mọi người ha. 4 lần của 4 mốc thời gian khác nhau nha. Ví dụ như trưa các bạn vào thì nó sẽ tính một lượt. Đó, xong tới tối các bạn vào nó sẽ tính lượt thứ hai. Rồi tiếp tục qua ngày mai các bạn trưa các bạn vào và tối các bạn vào nữa thì sẽ đủ nha. Ok. Thì nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà có nhiều bạn mới chơi game á, mấy bạn không có đọc thông tin sự kiện update á, nên là các bạn không biết làm sự kiện làm kiểu gì hết. Còn mình thì mình chưa có làm các bạn, mình lười lắm. Thiệt, đợt này mình thấy hack nhiều quá mình cũng lười chơi. Ví dụ như là cái sự kiện đầu tiên là cái sự kiện chơi trò chơi ném tuyết á. Trời ơi, cái trò này mình nói thiệt với các bạn luôn, bây giờ mình vào mình test thử một cái cho các bạn coi này. Xem thử là có gặp hack hay không nha, đây. Chứ trung bình mình chơi 6 ván thì hết 4 ván là mình gặp hack rồi nha mọi người. Cứ vào khi nào mà các bạn vào trong phòng á mà các bạn thấy pin nó rơi nhiều á. Để mình coi cái phòng này có hack không nha. Phòng này thì chắc là không có rồi các bạn. Đấy, phòng này thì không có rồi. Phòng này thì ok, không có. Rồi, không có thì mình xin điểm phòng này luôn đi. Rồi, đây. Wow, vô được cái phòng không có hack là mình mừng lắm mọi người. Thiệt. Cái cảm giác mà vô cái phòng không có hack mừng lắm luôn á. Đấy, này thì top 1 với chúng tôi. Rồi, đây, ok nhá. Top 1 nè. Đây, để mình dí top 1 mình bắt cho các bạn coi nha. Đấy, top 1 nè. Ê. Này thì top 1 này. Ok, wow, top 1 rơi quá trời pin luôn. Wow. Sướng chưa? Thì cái cây vũ khí mà mạnh nhất là cái găng tay nha mọi người, nhưng mà mình sẽ dùng quả bom này mình chơi cho các bạn coi. Đó, mọi người thấy chưa? Wow. Quá trời mạnh luôn á mọi người ơi, quá ư là mạnh luôn. Rồi, đây để mình săn top 1 cho các bạn coi nè. Đâu rồi, top 1 đã mất tiêu rồi. Trên đây đúng không? Rồi, đây. Ê. Top 1 đâu ta? Top 1 trốn kỹ quá mọi người ơi, top 1 chạy rồi. Đây, để mình săn top 1 cho. Mình săn top 1 cho các bạn coi. Top 1 20 binh luôn kìa, bằng mình luôn kìa. Này thì núp trong bụi này. Rồi, 23 pin luôn. Ok nha. Mình săn top 1 xong mình sẽ out game nha mọi người. Đợi mình một lát đi. Ê. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Báo thiệt. Làm mình mất gần hết máu luôn. Rồi, đây có pin luôn. À, thôi khỏi đi mọi người. Mình top 1 rồi. Mình top 1 rồi. Ok, mình thoát phòng nha mọi người. Thoát phòng đi. Rồi, đấy. Thì hên xui thì các bạn sẽ không gặp hack thôi, nhưng mà đa số thì các bạn sẽ gặp hack nhiều. Rồi thì cái nhiệm vụ của ông Billy thì bây giờ các bạn đã làm xong hết rồi, có mình chưa làm thôi. À.
Trời, nhưng mà sáng giờ chị nhím chiếc bào ạc của mình chiếm quá, chỉ mở hết kim cương của mình luôn nhưng mà không ra được cái gì hết. Thế là hôm nay nữa mình đã không còn kim cương để mà làm cái series đó chính là tặng quà cho người mới chơi nha mọi người. Này cũng khá là buồn nhưng mà không sao, tại vì lâu rồi mình với bà nhím không có quay chung á mọi người. Rồi làm xong cái nhiệm vụ này luôn. Cái này thì sẽ có 3 lượt nha. Đó, lượt thứ 3 thì sẽ ăn một cái bò, thịt bò stick nha. Cái này các bạn làm bên khu chung, khu nghỉ dưỡng nè. Rồi ok, xong nha. Còn cái nhiệm vụ kia thì đợi tới trưa mình vào nữa là xong nha mọi người. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau của mình.